Xin chào quý vị, đồng hương cùng tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay Kevin dành một chút thì giờ để chia sẻ tiếp với quý vị, bà con, cô bác về cái phần tiền thất nghiệp. Trong suốt cái thời gian qua, được Kevin nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý cô bác, anh chị em gửi đến cho công ty bằng email, bằng điện thoại cũng như bằng Facebook. Thì Kevin không thể trả lời hết được. Và một số bà con Kevin cũng không thể explain cho quý vị hiểu hết được chi tiết, thì Kevin xin cáo lỗi. Và hôm nay Kevin cũng làm tiếp tục một cái video nho nhỏ để cho quý vị bà con hiểu được là trong thời gian qua quý vị bà con cô bác anh chị em đã apply chương trình thất nghiệp mà được approve, được nhận tiền 600 và được các tuần họ cho mình tiền, nó gọi là eligible, được tiền từ liên bang và tiểu bang. Tiểu bang là 120 năm, còn liên bang là 600. Nhưng mà khi quý vị apply trong khoảng thời gian từ mùng 9 tháng 3 cho đến ngày mùng 9 tháng 4, trong cái khoảng thời gian đó nếu quý vị nghỉ làm mà quý vị apply không có được, đến khi quý vị apply thì sau đó khoảng một tuần, hai tuần, có người đến cả tháng trời mới được hồ sơ approve. Thì quý vị eligible, quý vị được approve xong, quý vị làm PUI, rồi quý vị làm request benefit payment. Khi quý vị làm xong tất cả những cái đó rồi, nhưng khi nó trả tiền cho quý vị thì quý vị thấy thiếu, thì cái lỗi đó không phải là lỗi của chúng ta. Thì cái viên thưa với bà con, quý cô bác anh chị em, cái lỗi đó là lỗi do cái system của tiểu bang Florida nó có vấn đề. Chính vì lý do đó mà đến giờ phút này họ lại phải update chúng ta trên website floridajob.com để chúng ta apply thêm cái phần để chúng ta reactive payment, cái ngày mà chúng ta update cái ngày để mà chúng ta apply cái này để chúng ta nhận tiền của chúng ta trước đó khi cái hồ sơ được approve, nhưng mà cái tiền nó trả cho quý vị là sau khi cái ngày approve đó nó lệch với cái ngày mà quý vị lần đầu tiên quý vị làm đó, quý vị sẽ thấy thiếu cái tiền của chúng ta. Thì quý vị sẽ được làm cái form này một lần nữa để quý vị nhận đủ cái số tiền của quý vị đó. Thì từ trong khoảng 29 tháng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 4, ai là những người đã làm những cái đó mà bị lỗi, bị lầm hoặc là có vấn đề, thì quý vị mà đến giờ phút này quý vị được tiền rồi thì quý vị vô lại, quý vị react payment một lần nữa thì nó sẽ trả tiền lại cho quý vị đó. Thì hôm nay Kevin sẽ giới thiệu cho quý vị làm tiếp cái bước này. Điều đầu tiên Kevin yêu cầu quý vị phải chuẩn bị cho Kevin một cây bút nho nhỏ để quý vị nốt lại những cái điểm chính Kevin cần lưu ý. Thì khi quý vị vào cái website floridajobs.com.org, floridajobs.org đó là theo tiếng Việt Nam, thì tôi đọc như vậy bà con chắc là hiểu rồi. Thì quý vị sẽ vô cái phần dưới của website, quý vị kéo xuống thì nó có cái phần là click on request to modify claim, có nghĩa là quý vị sẽ nhìn thấy phần dưới của nó có một cái mục. Thì đây Kevin sẽ để cái mũi tên cho quý vị biết là cái phần Re-Employment Assistance. Nhưng mà quý vị thấy cái website mà nó có cái mục ở dưới như này này, là dành cho những cái người mà được approve, những cái tiền nó trả cho quý vị là không đủ, quý vị cảm thấy thiếu, thì quý vị bấm vào cái Request Modify Claim Application. Thì nó gọi là Filling Expected Date, có nghĩa là bạn update cái ngày mà bạn apply tiền thất nghiệp thì nó sẽ trả lại cho quý vị đầy đủ. Đó là quyền lợi, đó là nghĩa vụ, và đó là tiền của chúng ta được hưởng cái tiền đó, chứ không phải chúng ta xin, mà cái tiền này là tiền mỗi một công dân Mỹ đi làm đóng thuế thì đều được nhận cái tiền này nếu như họ bị cái thời gian dịch Covid-19 nó ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế của họ. Và có rất nhiều người Mỹ họ đã đi làm trở lại rồi nhưng họ vẫn nói rằng họ chưa nhận được cái tiền trong cái thời gian tháng 3 đó, tháng 4 đó, bởi vì họ vẫn nợ tiền nhà, tiền này tiền kia họ phải trả, họ vay mượn để trả, thì bây giờ họ yêu cầu chính phủ phải trả cho họ cái tiền đó.
thì quý vị là những người Việt Nam sinh sống ở Mỹ, quý vị cũng được hưởng cái tiền đó, không ngoại trừ bất cứ một ai đó. Nhưng quý vị phải, cái hồ sơ quý vị đã approve, đã nhận được tiền PUI, đã nhận được tiền của tiểu bang, nhưng quý vị cảm thấy còn thiếu, thì quý vị sẽ vô cái phần này là Request Modified Claim để filling cái expected date, cái ngày mà bắt đầu họ trả cho quý vị nha. Thì quý vị vô đây, quý vị kéo trong web xuống, quý vị sẽ bấm vào cái phần này cho tôi. Quý vị sẽ bấm cái phần này. Thì Kevin playback lại cho quý vị thấy, quý vị nhìn rõ là chúng ta bấm vào cái phần Request Modified Claim. Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp. Đặc biệt cái này quý vị phải để ý cho tôi là quý vị phải điền đúng thông tin của quý vị nhá. Và mỗi một máy tính nó cho quý vị điền một lần. Quý vị phải nhớ, mỗi một cái máy tính nó cho quý vị điền một lần duy nhất và một số lập bờ duy nhất cho một máy tính mà thôi. Nếu quý vị mà điền một cái máy tính cho 4-5 cái social khác nhau, cho nhiều cái ID khác nhau, thì đó là vấn đề nha, quý vị phải lưu ý cho tôi biết cái đó. Cái đó quý vị phải hết sức cẩn thận cho tôi. Make sure với Kevin rằng một cái máy tính quý vị chỉ được điền cho một hồ sơ và một số number duy nhất. Quý vị có thể điền trên điện thoại, quý vị có thể điền trên máy tính, điền trên iPad, nhưng chỉ cho một lần duy nhất mà thôi. Cho đến thời điểm hiện tại là đến giờ phút này, thì Kevin lưu ý cái điều đó cho quý vị. Thì hy vọng rằng có thể những ngày tới họ sẽ thay đổi, nhưng đến giờ phút này Kevin lưu ý cho quý vị điều đó. Một máy tính, một social và làm được một lần trên cái máy tính này là nó đóng luôn, nó báo cho quý vị biết xong nó đóng luôn. Quý vị không có thể làm được cái thứ hai nữa. Đó, nên Kevin chia sẻ cái điều này ra để quý vị nào cũng có thể làm được. Bởi vì Kevin không thể help quý vị được. Bởi vì sao? Một cái máy tính của Kevin chỉ help được một người mà thôi. Đó, Kevin có laptop, iPad, iPhone, Kevin cũng thể chỉ help được khoảng 5 đến 7 người mà thôi. Nên quý vị hết sức lưu ý, trong cái chỗ làm của Kevin có 5-6 máy tính cũng chỉ help được 4-5 người mà thôi. Nên quý vị phải lưu ý đặc biệt cái phần này cho Kevin biết. Thì cái này nó gọi là Request to Modify Claim. Có quý vị request lại cái ngày mà quý vị apply cái này, cái ngày mà quý vị thất nghiệp. Giả sử như là Kevin thất nghiệp ngày, ví dụ như là ngày 20 hoặc 22, thì Kevin sẽ apply cái ngày đó, nhưng mà website nó không cho mình apply, nó cứ kích ra hoài, cho đến mãi tháng 4 Kevin mới apply được. Thì quý vị sẽ được payback lại cái tiền từ cái ngày quý vị apply, là cái ngày hôm nay quý vị apply, cái ngày quý vị apply là ngày 20, 22 chẳng hạn, thì cho đến tháng 4 đó quý vị nhận tiền thì nó sẽ trả lại, lùi ngược lại cái tiền đó cho quý vị để quý vị nhận được đầy đủ. Quý vị phải lưu ý, một social, một máy tính, một ID. Ai mà apply sau ngày mùng 3 tháng 9, ngày mùng 9 tháng 3, sorry, mình hay nhầm cái ngày tháng của tiếng Việt. Ai mà apply đó sau ngày mùng 9 tháng 3 mà bị lỗi hệ thống, thì chúng ta mà sau đó chúng ta apply được rồi đó, nó cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta được quay ngược lại chúng ta làm. Đó, thì những cái này thì Kevin không có muốn mất thì giờ của quý vị. Quý vị có tranh thủ, quý vị có thể đọc. Đó, thì hoặc là trong gia đình có ai biết thì có thể đọc explain cho quý vị nhiều hơn. Thì cái thông tin nó muốn cho chúng ta biết rằng là từ ngày 9 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 4, trong khoảng thời gian này, nếu chúng ta có issue hoặc chúng ta có vấn đề gì đó mà apply không có được, và sau đó chúng ta lùi back lại, chúng ta mới apply được, mà tiền nó cho chúng ta không có đúng cái ngày chúng ta phải nghỉ việc ở nhà, thì chúng ta sẽ được payback lại nha. Thì tuy nhiên thì những cái ngày nó sẽ yêu cầu chúng ta là chúng ta thay đổi những cái ngày này trước đó, và chúng ta phải quyết định những cái thông tin như này, và những cái benefit đó nó phải được approve, cái hồ sơ được approve nha. Approval có nghĩa là hồ sơ chúng ta phải được họ công nhận, phải được họ cho tiền thì chúng ta mới làm cái bước này được. Còn nếu mà hồ sơ chúng ta mà chưa có trong hệ thống, chưa được approve, chưa được tiền một cái gì hết, chưa làm PUI, thì chúng ta không có nên làm bước này. Cái bước này là cho những người đã được tiền rồi nhưng họ chưa nhận được đầy đủ số tiền khi họ nghỉ việc ở nhà bởi COVID-19. Quý vị phải lưu ý rõ điều đó. Cái tiền mà của tiểu bang nó sẽ trả cho quý vị, lùi back lại đầy đủ cho quý vị.
còn tiền của liên bang là 600 đô thì nó trả cho quý vị là ngày mùng 5 tháng 4 mới bắt đầu trả cái tiền PUI. Vì sau đó cái cuộc họp của liên bang đó, nó họp sau đó nó sẽ quyết định cho tiền này thì nó cho mình từ ngày mùng 5 tháng 4. Đó, thì quý vị khi quý vị làm lại một lần nữa đó, có nhiều người chúng ta tháng 5 chúng ta mới apply được, nó mới approve cái hồ sơ chúng ta, nhưng mà nó trả tiền từ tháng 5, nó không trả tiền từ tháng 4. Có những người người ta apply từ tháng 4 mà đến tận tháng 5 người ta mới nhận tiền được. Mà cái tiền từ tháng 5 nó lại cho đúng cái thời điểm người ta đi làm rồi. Đó, thì quý vị apply cái này để nó cho tiền ngược lại cho chúng ta trong quá khứ. Thì quý vị sẽ được trả tiền của tiểu bang và được trả tiền của liên bang. Nhưng quý vị nhớ, tiền của tiểu bang thì trước đó, còn tiền của liên bang là từ ngày mùng 5 tháng 4 nó mới cho mình nhá. Quý vị phải lưu ý điều đó. Thì đây là những cái explain thôi, nhưng mà quý vị có thời gian quý vị có thể đọc, quý vị có thể xem lại cái này. Thì Kevin chỉ nói qua qua để đỡ mất cái thì giờ của quý vị, bởi vì những cái Kevin làm đây cũng rất là nhiều cái slide nên quý vị phải thông cảm cho Kevin không có chi tiết được cho quý vị. Kevin sẽ đi tiếp để cho quý vị bà con chúng ta cùng hiểu. Thì trên cái form này đó, khi quý vị kích vô cái đường link đó, nó sẽ dẫn đến một cái giao diện như thế này. Thì trên cái form này đó, quý vị phải điền chính xác cái ngày bạn thất nghiệp, cái ngày mà quý vị phải ở nhà. Còn nếu như quý vị mà đi làm á, trong cái ngày đó quý vị vẫn đi làm mà quý vị điền cái thông tin trong đây nó không đúng, khi quý vị nhận check, giả sử như là Kevin đi làm ngày mùng 20 tháng 3 mà Kevin lại apply thất nghiệp ngày 15 tháng 3 đi, thì đó là vấn đề lớn, đó là trouble nhá. Quý vị phải nhớ cái đó, bởi vì cái đó là cái lỗi rất là lớn. Quý vị không lên như vậy, bởi vì nếu quý vị điền sai như vậy đó, quý vị sẽ sau cái phần này đó, cái bên sẽ có một cái chú ý cho quý vị rất là quan trọng. Hãy điền chính xác cái ngày quý vị phải ở nhà. Quý vị không làm ra tiền thì quý vị hãy claim cái ngày đó vào cái form này một cách chính xác cho Kevin. Bởi vì quý vị biết rằng á, là tất cả những cái này đó sẽ check quý vị, có thể sớm hay muộn, nên quý vị phải hết sức cẩn thận và làm chính xác. Mình cứ thật thà ở Mỹ thì mình cứ ăn cơm hoài thôi quý vị, nên quý vị cứ yên tâm điều đó. Thì bạn điền chính xác cái ngày bạn thất nghiệp COVID đó, cái ngày bạn ở nhà. Thì trên này bạn sẽ bấm vào cái đường link, các bạn kích vô cái box này này, bạn coi như là bạn đã hiểu tất cả những cái gì mà Kevin explain cho các bạn đó, hoặc là quý vị có đọc thêm trong cái website của nó thì quý vị sẽ hiểu được cái chi tiết. Thì Kevin cũng lấy từ các nguồn tin khác nhau, từ chính phủ, rồi từ các nguồn tin từ thông tin đại chúng, cũng như từ các cuộc họp của tất cả những cái tiểu bang liên bang. Thì cái này quý vị sẽ kích vô cái post này thì quý vị hiểu được là tất cả những cái submit request này quý vị đã hiểu, và quý vị điền email quý vị vô đây chính xác email của quý, cái email nào mà quý vị làm để bảo quý vị apply cái form thất nghiệp đó, thì quý vị điền cái email vô đây. Chứ đừng có điền cái email bây giờ quý vị mở cái email mới, quý vị lập ra quý vị nói là tôi không nhớ email cũ lúc mình khai mình điền cái gì. Quý vị hãy nhớ cái email mà quý vị apply cái form thất nghiệp, quý vị điền vô đây dùng tôi. Xin quý vị hãy lưu ý điều đó, bởi vì tất cả những cái điều này Kevin rất là important, bởi vì Kevin muốn quý vị được quý vị đồng hương, quý bà con được hưởng những cái tiền mà quý vị đáng được hưởng, giống như biết bao nhiêu người Mỹ ở đây. Và khi quý vị điền email xong, quý vị sẽ điền cái first name của các bạn, sau đó quý vị điền middle name, cái tên của bạn và cái tên đệm nếu có, rồi chúng ta điền họ, cái họ ở dưới cái phần last name đây. Đó, chúng ta sẽ điền cái social security number. Quý vị nhớ điền đầy đủ nguyên cái dòng social security number ở đây, điền nguyên si cho tôi, quý vị không có bớt, quý vị điền y như cái trên cái social number của quý vị đó, social security của quý vị điền như vậy cho tôi đó. Sau đó quý vị điền lại một lần nữa nhá, quý vị lưu ý nó cho điền hai lần, quý vị phải nhớ rõ nhé, nó cho điền hai lần để quý vị không có nhầm lẫn nhé, bởi vì cái này nó chỉ cho làm một lần thôi. Quý vị muốn nhận được tiền của quý vị, nó chỉ cho làm một lần, một hồ sơ và một cái máy tính mà thôi đó, một cái CPU thôi đó.
quý vị điền cái social number check lại, và quý vị điền cái claim ID của quý vị nhá. Là khi quý vị đăng ký xong á, mà nó ineligible, nó sẽ cho quý vị cái tên dòng bên trái, và góc trên đó nó sẽ có cái ID claim cho quý vị, cái số number quý vị điền vô. Đó. Cái dòng what is that your first attempt to submit your re-employment assistance application, thì có nghĩa là trong cái khoảng thời gian này quý vị phải điền rõ cái ngày quý vị apply cái form đó. Giả sử như tôi nghỉ cái ngày 24 thì tôi tháng 3 thì tôi điền cái ngày 24 tháng 3 là ngày 2019, 24 tháng 3 2019 là cái ngày đầu tiên tôi thất nghiệp, và sau đó một ngày tôi apply cái form thất nghiệp, tôi điền cái ngày đó. Thì chính xác cái ngày đó quý vị phải nhớ là quý vị điền cái ngày đó. Còn hồ sơ nó duyệt cho các bạn bao giờ bạn mới được thì cái chuyện đó tính sau. Mình điền đúng chính xác cái ngày mà mình điền cái form đó, mà nó cứ bị lỗi hoài cái ngày bắt đầu bạn mở hồ sơ. Và cái dòng dưới nó nói là lý do tại sao why were you unable to submit your re-employment assistance application on that date. Thì có nghĩa là cái ngày mà lý do tại sao cái ngày đó bạn apply, bạn apply cái form của bạn, bạn apply cái bạn bạn đăng ký cái form thất nghiệp, bạn đăng ký cái chương trình trợ giúp của chính phủ cho những người thất nghiệp phải ở nhà. Dù dịch Covid hay không dịch Covid thì cái lý do tại sao bạn không có bấm được cái hồ sơ của bạn, bạn không có gửi được cái hồ sơ của bạn. Kể cả những người bằng làm bằng giấy hay những người làm bằng online không có thể check được trên system, không thể check được, mà đến tận tháng 4 sau đó 3-4 tuần sau quý vị mới check được, hoặc là 3-4 tuần sau có người tận 1 tháng sau nó mới cho quý vị được tiền. Và thì quý vị sẽ điền lý do tại sao trên này. Thì khi cái lý do bạn không apply được trong khoảng thời gian từ mùng 9 tháng 3 cho tới mùng 9 tháng 4 năm 2020 thì trên này nó sẽ cho quý vị là nó sẽ hỏi quý vị là lý do tại sao mình không có nộp hồ sơ được. Thì có hai cái điểm mà Kevin lưu ý. Đó. Thì trên này nó có 4 điều. Thứ nhất là cái online application đó, nó không có available cho các bạn. Cái form thất nghiệp đó, cái chương trình đó nó không có available cho quý vị apply. Thứ hai là cái online, cái chương trình apply cho thất nghiệp online đó, nó không có nhận cái information của quý vị. Khi quý vị đánh vô information tự nó kích quý vị out ra, nó không nhận. Cái điều thứ ba là do cái technical, do cái system của nó bị issue, do cái system của nó bị có vấn đề. Thì theo như Kevin đó. Và cái thứ tư đó là nó nói là bạn forgot, bạn không có biết cái chương trình này và bạn không có muốn apply, bạn không biết để mà apply, bạn forgot, bạn quên nó đi. Thì theo như Kevin á, thì ba cái điều bên trên thì nó hợp lý hơn. Còn quý vị điền cái từ forgot, từ apply thì cái đó nó giống như bạn không có care về cái này nhiều, bạn không có quan tâm đến nó, thì thật sự cái đó nó không thuyết phục lắm. Thì có hai cái điều mà Kevin khuyên quý vị là advice cho quý vị, còn tùy theo quý vị nhá, là cái điều thứ hai, cái dòng ở giữa mà Kevin đã liệt kê ra rồi, là khi mình apply online đó, nó không có accept mình, nó không có nhận cái form, cái information của mình, cái form của mình. Và cái thứ ba là cái system của cái tiểu bang Florida, của cái Department Employment Opportunity, cái DEO nó bị có vấn đề ở đây, nó có bị cái technical, nó bị có vấn đề về cái IT và công nghệ. Thì mình điền cái dòng thứ hai và dòng thứ ba là tôi thấy ok. Đó là tùy theo quý vị nhé, lựa chọn dòng thứ 2 và dòng thứ 3. Và bên này nó sẽ hỏi quý vị là trong cái thời gian bạn nộp cái hồ sơ này á, bạn có còn đi làm hay không. Thì cái này tùy theo quý vị lựa chọn, bởi vì cái này là mỗi bản thân của chúng ta phải tự thật thà, tự chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái form này. Chỉ Kevin không có giúp quý vị được cái này, quý vị phải tự điền cho cái này. Nếu như quý vị đi làm thì quý vị điền đi làm, nếu quý vị không đi làm trong khoảng thời gian đó quý vị điền không đi làm. Đó. Thì phần dưới nó sẽ hỏi chúng ta là trong cái thời gian đó chúng ta có nhận được cái tiền, trong thời gian đó chúng ta có nhận được cái tiền mà khi chúng ta nộp cái form này, trong cái thời gian chúng ta làm cái application cho tiền thất nghiệp đó, chúng ta có nhận được cái tiền
mà sau khi chúng ta submit cái này hay không, và của chỗ làm mà chúng ta, giả sử như tôi làm cái form này ngày 22 đi, ví dụ tháng 3, nhưng mà đến ngày 25 tháng 3 tôi mới apply cái form, nhưng mà tôi đã nghỉ ngày, tôi đã nhưng mà tôi vẫn làm đến ngày 25 đó, tôi làm đến ngày 26 nhưng mà tôi apply ngày 20, 22, 23 đi, thì trong thời gian đó mình vẫn làm tiền. Thì nếu quý vị nào mà trong cái thời gian quý vị apply cái này mà quý vị thất nghiệp thật sự mà quý vị không nhận được tiền thì quý vị đền đâu, mà nếu quý vị vẫn còn nhận được tiền thì quý vị đền yes. Đó thì cái này là tùy theo quý vị nhá. Và nó sẽ hỏi câu thứ ba nữa, nếu bạn nhận tiền rồi thì nó sẽ hỏi mình ấy là trong thời gian này bạn có nhận được cái số tiền là hơn 275 đô hay không, trong một tuần hay không. Cái tiền này là tiền của tiểu bang, nó sẽ trả lại chúng ta, payback cho chúng ta. Thì nó hỏi chúng ta rằng là trong cái thời gian chúng ta apply cái form thất nghiệp này đó, thì chúng ta nhận cái tiền lương của chúng ta có còn đi làm hay không, và tiền lương chúng ta có nhiều hơn cái số 275 hay không. Thì đó là tùy quý vị nhá. Cái viên không phải là quý vị, cái viên không phải là quý cô bác anh chị em, quý vị phải tự mình trả lời những câu hỏi này. Nhưng cái điều thật thà mà ở Mỹ thì quý vị luôn luôn là điều tuyệt vời nhất, bởi vì quý vị làm đúng theo luật pháp, đúng theo những cái gì mà luật pháp cho phép. Ở Mỹ quý vị yên tâm, quý vị ăn ngon ngủ ngon, không có sợ gì hết. Và bên này nó sẽ nói với chúng ta rằng á, đó cũng như cái phần mà cái bên chia sẻ, nó sẽ cho chúng ta rằng là lý do tại sao mà chúng ta không có lộp được cái này. Thì cái bên chia sẻ dòng thứ hai và dòng thứ ba, quý vị lựa chọn một trong hai. Nó sẽ hỏi chúng ta phần tiếp theo, nó sẽ hỏi chúng ta rằng là cái tuần mà chúng ta đi làm á, chúng ta có trong cái tuần mà chúng ta khai chúng ta ở nhà hay là chúng ta có đi làm, đợi quý vị lựa chọn á, thì nó hỏi là quý vị có nhận được số tiền nhiều hơn cái số tiền 275 hay không. Còn nếu quý vị trong thời gian đó quý vị không nhận được tiền, quý vị phải ở nhà mà quý vị chẳng nhận được đồng nào hết từ các nguồn tiền khác nhau thì quý vị điền đâu. Còn nếu người làm nhận được mà số tiền nhiều hơn hay ít hơn thì quý vị cho nó biết, tùy theo quý vị nhé. Cái này thì cái viên chỉ là cái người hướng dẫn quý vị đi theo cho quý vị hiểu thôi, còn điền mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi một cái situation khác nhau, nên là cái viên không có advice cái đó cho quý vị đó. Rồi trong cái thời gian đó, cái dòng dưới nó sẽ hỏi chúng ta là trong cái thời gian đó quý vị có nhận được cái thư hay cái bản copy nào, và cái từ cái email mà mình đã provide, mình đã coi như là mình có nhận được cái bản copy hay email hoặc nhận được cái thư từ gì có của cái DEO hay không. Đó thì bạn cũng điền trên này, thì tùy theo mỗi người chúng ta tự điền, quý anh chị tự hiểu. Và khi chúng ta điền tất cả những cái đó xong thì cái phần cuối nó sẽ hỏi chúng ta rằng là chúng ta có hiểu là cái tiền 600 này đó là cái federal care, nó sẽ apply chúng ta theo cái tuần mà chúng ta thất nghiệp. Có nghĩa khi chúng ta ăn tiền thất nghiệp, khi chúng ta bị ở phải ở nhà do dịch Covid-19 thì liên bang nó sẽ apply chúng ta cái 600 đô này vô với 125 của tiểu bang. Đó, chúng ta có hiểu được cái đó hay không? Và cái tiền 600 đô này nó sẽ trả chúng ta từ ngày 29 tháng 3. Từ ngày 29 tháng 3 nó sẽ trả chúng ta từ ngày 29 tháng 3 là 600. Còn cái tiền của tiểu bang nó sẽ trả chúng ta từ cái ngày sau ngày mùng 9 tháng 3. Quý vị apply nó sẽ return, nó sẽ pay back lại cho quý vị cái tiền 125 một tuần. Còn cái PUI là ngày 29 tháng 3 bắt đầu nó mới apply chúng ta 600 đô. Thì chúng ta có hiểu được cái đó hay không? Và khi hiểu cái đó chúng ta kích vào cái box này, chúng ta đồng ý là chúng ta đã hiểu cái chương trình, tất cả những cái gì mà chúng ta điền trên này chúng ta hiểu, và chúng ta có hiểu được cái số tiền của tiểu bang và liên bang. Cái điều cần lưu ý nhất trong tất cả cái form này thì Kevin luôn nói với quý vị là luôn luôn nhắc nhở quý vị rằng là cái khác thì Kevin có thể dễ dãi với quý vị, nhưng riêng cái form này Kevin yêu cầu những quý vị nào đã nhận tiền, đã eligible, đã được cái tiền của chính phủ rồi, nhưng thật sự trong cái thời gian chúng ta apply cái form thất nghiệp
nó bị lỗi của system, nó bị lỗi gì đó mà chúng ta approve, khi chúng ta được approval sau đó một tháng, 20 ngày, chúng ta thậm chí chúng ta chờ hoài, có thể tận tháng 5, tháng 6, tháng 5 rồi mà chúng ta vẫn chưa nhận được. Chúng ta nhận được tiền 600 nhưng mà chúng ta vẫn bị miss những cái tuần cũ, tuần về trước á, thì quý vị lên làm cái này. Đó, những cái hồ sơ nào mà được chấp nhận rồi, được tiền rồi nhưng cái số tiền nó trả mình không có đúng như cái ngày mình thất nghiệp cho đến bây giờ, quý vị được quyền apply cái này nha. Quý vị điền cho chính xác cho mình. Đó, thì trên này nó sẽ cho quý vị biết rằng nếu như quý vị làm sai, quý vị khai không thật thà, quý vị có cái điều gì đó gian dối ở trong này thì quý vị sẽ bị phạt là $5,000 và phạt 5 năm tù. Quý vị phải nhớ điều đó rất quan trọng. Lên Kevin luôn luôn nhấn mạnh với quý vị rằng cái này quý vị phải trả lời thật thà và đừng tham lam ở trong cái này, bởi vì quý vị sẽ phải trả một cái giá rất là đắt là $5,000 và 5 năm ở trong tù. Và cái này nó sẽ record theo cái system của IRS và system của cái tiểu bang. Nó sẽ check quý vị đi theo ngoài cuộc đời của quý vị luôn. Lên rất là mệt nhé, rất là mệt. Khi quý vị muốn làm chủ, khi quý vị muốn kinh doanh thì cái này nó ảnh hưởng rất lớn so với quý vị. Đó, thì quý vị lưu ý cho Kevin biết điều đó, bởi vì Kevin rất là mong quý vị bà con chúng ta nhận được cái tiền xứng đáng chúng ta được nhận, giống như biết bao nhiêu những sắc dân khác trên thế giới này mà đang ở nước Mỹ. Sau đó quý vị hiểu được tất cả những cái luật lệ, tất cả những điều mà Kevin explain ở đây, giống như những điều mà tiểu bang nó cho mình hoặc là sở lao động của thành tiểu bang Florida nó explain cho bạn, nó giải thích cho bạn, bạn hiểu rồi. Và Kevin cũng hướng dẫn quý vị bằng ngôn ngữ tiếng Việt nữa, quý vị hiểu rồi thì quý vị bấm vô cái phần dưới này, quý vị đồng ý và quý vị bấm submit. Khi quý vị bấm submit xong đó thì nó sẽ hiện ra một cái phần cho quý vị là chúc mừng quý vị đã hoàn thành xong cái form này. Và như thế là quý vị điền, khi quý vị điền xong đó thì nó sẽ đến phần này là quý vị bấm submit là quý vị xong. Nó sẽ hiện ra một cái phần là quý vị đã hoàn thành, chúc mừng quý vị đã hoàn thành xong cái form react, cái active, cái date, cái ngày mà quý vị nhận được tiền thất nghiệp. Đó, thì sau đó đó, như Kevin lấy từ cái nguồn tin của Sở Lao động và của một số cái trang truyền thông của Mỹ, thì cái floridajob.org thì nó sẽ nói với chúng ta rằng ấy, make sure là cái ngày mùng 9 tháng 3 đó chúng ta bị mất công việc, từ ngày mùng 9 tháng 3 cho đến tận bây giờ chúng ta bị mất công việc, chúng ta không thể mất việc COVID-19 trước ngày mùng 9 tháng 3. Quý vị hãy nhớ điều đó nha. Đừng bao giờ, khi COVID-19 nó cho chúng ta khai từ mùng 9 tháng 3 trở về đây, thì chúng ta đừng bao giờ khai ngày mùng 1 tháng 3 hay là ngày mùng 2 tháng 3. Bởi vì quý vị làm independent contractor, quý vị phải nhớ điều đó là quý vị nghỉ bởi vì dịch COVID lên nó tính từ ngày mùng 9 tháng 3 trở về đến ngày hôm nay cho đến khi nó mở cửa trở lại. Đó, thì 12 tuần đó, nó tính cho chúng ta 12 tuần. Thì chúng ta apply làm sao để mà sau ngày mùng 9 tháng 3 thì đó mấy chúng ta mới được hưởng cái tiền thất nghiệp. Bởi vì nó chỉ chi trả cho chúng ta nếu chúng ta là những người không phải thất nghiệp một cách tự nhiên mà vì dịch COVID-19 mà thất nghiệp ở nhà, bởi dịch bệnh, bởi không có người trông con, bởi không có lý do nào đó mà thật sự thuyết phục, thì chúng ta phải khai sau ngày 9 tháng 3 trở về đây. Đó là lý do mà Kevin explain cho quý vị hiểu. Còn nếu như quý vị nào mà làm xong cái form này rồi, làm xong cái form này rồi, bấm submit rồi mà quý vị không nhận được tiền, nó báo cho quý vị biết là quý vị đã hoàn thành rồi, nó gửi email cho quý vị rồi mà quý vị không nhận được tiền. Ok, quý vị không nhận được tiền, làm xong hết rồi mà quý vị cảm thấy cái tiền mình nhận được mấy tuần nhưng mà vẫn thiếu tiền của mình. Cảm giác giống như là DEO hoặc là PUI nó vẫn lỡ tiền của mình, nó chưa có trả mình 1-2 tuần gì đó, thì quý vị sẽ hiểu. Thì quý vị sẽ vô, quý vị gọi cái ông này dùm tôi,
Quý vị gọi cái ông senator này office. Quý vị gọi cái số điện thoại 941 378 6309. Quý vị gọi cho cái số điện thoại này, quý vị hỏi họ tại sao tôi điền cái form đó rồi, xong xuôi hết rồi, tôi nhận được thư rồi mà tại sao số tiền của tôi chưa về, hoặc là lý do làm sao đó tiền chưa về, thì quý vị có thể trình bày với họ. Thì khi gọi cho họ, họ sẽ hỏi về thông tin, về social, tên tuổi của quý vị, ngày sinh, và người ta sẽ hỏi cái claim ID của quý vị đó, cái ID của cái form thất nghiệp. Nên quý vị sẽ lưu ý những cái đó, quý vị ghi ra một mẩu giấy để quý vị nhớ khi mà quý vị không chưa nhận được tiền hay có vấn đề gì đó. Thì trên này quý vị cũng để cái số điện thoại trên này để quý vị cần help bằng tiếng Việt, quý vị cần help để explain hơn, để hiểu chi tiết hơn, quý vị có thể inbox cho Kevin. Nếu như gọi Kevin không có được, để lại lời nhắn, hoặc là tốt nhất quý vị lên inbox cho Kevin để Kevin có thì giờ Kevin sẽ gọi ngược lại cho quý vị để giải thích cho quý vị hiểu là tại làm sao. Cái này quý vị hãy lên điền sớm. Hãy nhớ rằng một điều, khi quý vị làm xong hết rồi, quý vị make sure lại cho Kevin là những cái điều quý vị ghi trên này là chính xác và thật thà, và những điều quý vị điền trên này nó minh chứng rằng quý vị phải chịu trách nhiệm nếu như quý vị điền sai. Nên quý vị hãy chú ý dùng Kevin. Sau đó quý vị lưu cái số điện thoại này trên phone của quý vị điền tên cái ông này vô. Ví dụ quý vị có thể lưu tên, mà quý vị có thể điền cái số rằng là tiền thất nghiệp phải trả cho tôi, ví dụ vậy. Quý vị điền cái ông là tiền thất nghiệp phải trả cho tôi, quý vị lưu cái số là 941 378 6309. Khi nào có dịp quý vị cảm thấy tiền nó chưa về, nó ok hết rồi mà tiền chưa về, quý vị có thể gọi ông, quý vị hỏi. Ok, còn ngoài ra quý vị muốn tìm hiểu thêm thì sẽ gọi điện cho Kevin, Kevin sẽ tư vấn cho quý vị, hoặc quý vị inbox Kevin. Trong khi Kevin bận quá thì quý vị cứ nhắn tin cho Kevin là giả sử như là anh là Tony, anh cần Kevin help anh cái này được không, thì Kevin sẽ bốc máy, Kevin sẽ gọi lại cho quý vị. Khi Kevin rảnh, Kevin sẽ gọi lại cho quý vị liền. Nên quý vị hãy thông cảm cho Kevin, bởi vì Kevin không có thể help một lúc hàng trăm hàng ngàn người cái này được. Quý vị phải tự làm, phải tự hiểu, bởi vì cái này là liên quan đến luật pháp, quý vị phải tự bản thân quý vị điền cho đúng. Rồi tại sao Kevin làm cái điều này? Bởi vì Kevin muốn quý vị được cái số tiền mà quý vị đã được hưởng. Cũng giống như biết bao nhiêu người Mỹ Tây cơ, bao nhiêu dân tộc khác họ ở Mỹ họ cũng được hưởng cái này, thì không có lý do gì bà con cô bác anh chị em chúng ta independent contractor, cái người self employee hoặc là người làm W2, tại sao chúng ta không thể nhận được tiền này? Tại sao? Bởi vì chúng ta được quyền lợi mà, chúng ta được hưởng mà. Bởi vì cái ngày đó chính phủ yêu cầu chúng ta phải nghỉ đóng cửa ở nhà, thì họ support, họ phải cho chúng ta tiền để chúng ta trả tiền nhà, chúng ta chi trả cho con cái, chúng ta phải giữ con, chúng ta phải chi trả cho các bưu bổng của chúng ta trong thời gian dịch, đúng không quý vị? Còn nếu như quý vị nào cảm thấy khi mình chia sẻ cái điều này mà không có ích cho quý vị thì cũng mong quý vị bỏ qua, bởi vì Kevin chỉ muốn chia sẻ những cái thông điệp mà cộng đồng nghiệp là Việt Nam chúng ta hãy đoàn kết, hãy yêu thương và có tiếng nói ở tiểu bang Florida này. Quý vị hãy chia sẻ, hãy đăng ký với Kevin, hãy vô để chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ để giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái sứ mạng, đó là cái điều mà Kevin muốn giúp quý vị. Và trong gia đình quý vị biết đâu đó có ai đang cần quý vị chia sẻ cái điều này, họ sẽ biết ơn bạn rất là nhiều. Thay mặt đây thì Kevin cũng cảm ơn quý bà con cô bác hãy chia sẻ video này để cập nhật những thông tin mới nhất. Mấy ngày tới Kevin bận công việc, và nếu như Kevin có thì giờ, Kevin sẽ chia sẻ thêm cho quý vị những cái quyền lợi về tất cả các lĩnh vực, về quyền lợi của công dân Mỹ cũng như được những cái điều mà quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại thành phố mà quý vị đang sinh sống cũng như tại tiểu bang Florida. Rồi xin chúc quý vị, bà con một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và không quên sẻ chia.